Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc một bé trai bị bỏ rơi 3 ngày trong hố ga ở xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, em bé được người dân và chính quyền địa phương phát hiện vào 2 ngày trước trong tình trạng bị ròi, kiến, bù khắp người. Ngay sau đó thì bé đã được kịp thời đưa đến Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cấp cứu. Phóng viên của Chuyển động 24 giờ ngay trong sáng nay đã có mặt tại đây để thông tin chi tiết tới quý vị. Thưa quý vị, hiện nay thì tôi đang có mặt tại phòng hồi sức sơ sinh thuộc khoa sơ sinh của Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn. Đây là căn phòng mà dành riêng cho các em bé sơ sinh có bệnh lý nặng. Còn đây chính là giường của em bé sơ sinh, em bé trai sơ sinh đã bị bỏ rơi trong những ngày qua. Và hiện tại thì em bé đang được các bác sĩ quan tâm và chăm sóc rất là đặc biệt và sát sao. Và như quý vị có thể thấy thì ở trên giường của em bé có các thông tin thế này. Theo bác sĩ Thái Bằng Giang, trưởng khoa sơ sinh thuộc Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cho biết, hiện nay thì tình hình sức khỏe của em bé đã có tiến triển tốt và biểu hiện nhiễm trùng có cải thiện. Tuy nhiên là đến thời điểm này thì bé vẫn chưa thể ăn được mà phải nuôi dưỡng hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch. Trước đó, em bé đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bé vẫn tự thở, suy hô hấp nhẹ và có rất nhiều vết thương trên da và nhiều ấu trùng quanh các hốc tự nhiên như là ổ mắt, mũi, khoang miệng, ống tai và quanh rốn. Theo bác sĩ dự báo thì khoảng 5 đến 10 ngày tới thì em bé có thể hồi phục hoàn toàn. Với trường hợp đặc biệt của em bé này thì đội ngũ y bác sĩ sẽ phải theo dõi 24/24.